Vì sao học sinh từng là F0 khỏi bệnh sau 14 ngày cũng được tiêm vaccine? Người lớn từng mắc COVID-19 được khuyến cáo tiêm vaccine COVID-19 sau 6 tháng khỏi bệnh. Nhưng trẻ em là F0 lại được tiêm chỉ sau khi hết cách ly 14 ngày. Liệu có đúng quy định và đảm bảo an toàn không? Sáng 30 tháng 10, phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 nhận được thông báo của nhà trường về việc tiêm cho con em từng là F0 đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, chỉ cần hết thời gian cách ly 14 ngày là đã được tiêm, khiến phụ huynh hoang mang. Nội dung thông báo cụ thể như sau. Trung tâm Y tế quận 1 thông báo theo tinh thần tập huấn của Bộ Y tế, học sinh đủ 12 tuổi bị F0, nếu hết thời gian cách ly 14 ngày sức khỏe ổn định, được chỉ định cho tiêm ngừa luôn. Thời gian bắt đầu thực hiện hôm nay, vì tính chất khẩn, kính nhờ giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh đăng ký. Giáo viên chủ nhiệm gửi trực tiếp cho cô Hồng Thủy danh sách đăng ký học sinh thuộc đối tượng này có nguyện vọng tiêm. Theo lịch tiêm thì các em sẽ được tiêm vào sáng 31 tháng 10. Các phụ huynh thắc mắc người lớn đã từng mắc COVID-19 được khuyến cáo tiêm phòng vaccine COVID-19 sau 6 tháng khỏi bệnh, nhưng trẻ em đã được tiêm chỉ sau 14 ngày hết cách ly. Có đúng quy định và đảm bảo an toàn không? Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Phước Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế quận 1 xác nhận kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh từ đủ 12 tuổi, từng là F0 và đã hết thời gian cách ly 14 ngày, sức khỏe ổn định. Theo ông Hùng, đây là hướng dẫn triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 đối với trẻ em là F0 do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế tập huấn trực tuyến vào chiều 29 tháng 10. Bổ sung thêm, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, buổi tập huấn trực tuyến có sự tham gia của cán bộ y tế các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Do vậy, theo tinh thần hướng dẫn, các F0 đã kết thúc cách ly thì được chỉ định tiêm chủng nếu sức khỏe ổn định. Trao đổi với báo chí sáng 30 tháng 10, đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết, theo quyết định 5002, trẻ em là F0 đã khỏi bệnh vẫn được tiêm chủng như bình thường. Chỉ trì hoãn tiêm và không tiêm khi trẻ không đảm bảo 8 yếu tố mà hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng mà Bộ Y tế đã ban hành. Vì này cũng cho hay sắp tới với người trên 18 tuổi mắc COVID-19 khỏi bệnh cũng sẽ được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 như bình thường. Tức hướng dẫn khám sàng lọc tiêm chủng trước tiêm của đối tượng từ 18 đến 65 tuổi sẽ có thay đổi. Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ nói, hiện nay có nhiều chủng virus khác nhau, người mắc chủng A khỏi bệnh nhưng vẫn còn chủng B và chủng C đe dọa. Do đó, tiêm vaccine sẽ giúp tạo miễn dịch cộng đồng, bảo vệ cả các F0 đã khỏi bệnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.